Hello, Vlog được biết xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình trò chuyện về bóng đá Việt Nam tối ngày hôm nay, ngày 8 tháng 3 năm 2024. Từ sáng đến giờ thì Vlog được biết không thể lên sóng để livestream cùng với quý khán giả được. Lý do là mình đưa đoàn du lịch bóng đá ngoài đường pit ngày hôm nay đã có mặt tại Pleiku để ngày mai còn đi xem trận đấu giữa câu lạc bộ LB Bang Hoàng Gia Lai cũng như là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và trong cái hành trình từ sáng cho đến giờ thì đoàn cũng đã đi tham quan du lịch và đặc biệt là đến với Học viện bóng đá LB Bang Hoàng Gia Lai. Có thể nói là ngày hôm nay thì tâm điểm có lẽ chính là sự quan tâm của tất cả mọi người dành cho cầu thủ Nguyễn Tuấn Anh. Ngày hôm nay thì Tuấn Anh không tham gia vào buổi tập chuyên môn của thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành được. Lý do đơn giản là bạn ấy vẫn đang trong quá trình là tập phục hồi chấn thương và cần thêm một thời gian nữa thì Tuấn Anh mới có thể là quay trở lại để thi đấu. Và ngoài ra thì Tuấn Anh lúc này bạn ấy cũng đang đứng trước cái thông tin rằng là sẽ chuyển đến thi đấu trong màu áo của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định ngay ở giai đoạn chuyển nhượng giữa mùa giải này. Và chính vì vậy mà có lẽ là ngày hôm nay khi mà gặp Tuấn Anh thì cũng đã có khá là nhiều những cái cảm xúc tâm trạng của các thành viên trong đoàn du lịch bóng đá ngoài đường pit. Mọi người chúc Tuấn Anh là chuyển đến đội bóng mới thì sẽ thi đấu thành công. Và Tuấn Anh thì cũng đã gửi lời cảm ơn đến những cái lời chúc của các thành viên trong đoàn du lịch bóng đá ngoài đường pit. Ngày hôm nay thì mình cũng quan sát buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Vũ Tiến Thành để chuẩn bị cho cuộc đối đầu và gặp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 17 giờ chiều ngày mai trên sân Pleiku. Có thể nói là các cầu thủ Hoàng Gia Lai họ rất là quyết tâm cố gắng là sẽ có được 3 điểm ở trận đấu vào ngày mai trên sân Pleiku. Bởi vì nếu có thêm được 3 điểm đó sẽ là một cái kết quả rất là quan trọng dành cho đội bóng phố núi trong cái cuộc đua trụ hạng ở mùa giải 2023-2024 này. Và chính vì vậy mà chúng ta có thể thấy là ở những cái đoạn clip mà Dũng đã đăng tải ở trên kênh Vlog Ngoài Đường Pit cũng như là trên kênh Ngoài Đường Pit Du Ký vào tối ngày hôm nay thì có rất là nhiều những cái hình ảnh cho thấy các cầu thủ Hoàng Gia Lai họ rất là quyết tâm cho cái cuộc đối đầu sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ chiều ngày mai. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái thông tin đáng chú ý, đó là 3 trận đấu ở vòng 13 V-League diễn ra vào chiều ngày hôm nay. Đầu tiên là trên sân vận động Hà Tĩnh thì câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa với Hải Phòng FC 1-1. Như vậy là các học trò của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đang trải qua chuỗi trận 7 trận không biết thắng. Và có thể nói đây là một cái thành tích khiến cho những ai mà yêu mến câu lạc bộ Hải Phòng cảm thấy rất là lo lắng. Ở thời điểm hiện tại thì Hải Phòng FC đang đứng ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng và chỉ giành được 14 điểm sau 13 lượt trận mà thôi. Trong khi đó thì câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngày hôm nay mặc dù cũng đã quyết tâm để đánh bại cho bằng được Hải Phòng FC nhưng cuối cùng thì vẫn phải chia điểm trên sân nhà Hà Tĩnh. Và như vậy thì cũng giống như là Hải Phòng FC, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh họ đứng ở vị trí ngay bên cạnh, đứng ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, cũng có được 14 điểm sau 13 lượt trận. Có thể nói là lúc này đây thì Hải Phòng FC đang bắt đầu có dấu hiệu là rất căng thẳng về mặt tâm lý và chưa biết là huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ phải giải quyết câu chuyện liên quan đến phong độ ở thời điểm hiện tại của đội bóng đất cảng là như thế nào. Chứ lúc này đây thì họ hoàn toàn có nguy cơ bị nhóm đang đứng ở nhóm cuối bảng bám đuổi về mặt điểm số, sẽ tạo ra một cái áp lực rất là lớn trước cái thềm giai đoạn lượt về của V-League 2023-2024 tới đây. Trong khi đó thì ở trên sân Hàng Đẩy vào tối ngày hôm nay thì câu lạc bộ Hà Nội đã đánh bại câu lạc bộ Quảng Nam với tỷ số là 3-1. Chiến thắng này thì giúp cho câu lạc bộ Hà Nội đã có được 19 điểm sau 13 lượt trận, kém đội đầu bảng Thép Xanh Nam Định 10 điểm. Và họ cũng đã vươn lên vị trí thứ 6. Có thể nói lúc này đây thì Hà Nội FC họ đã sẵn sàng để quay trở lại với cuộc đua vô địch khi mà họ còn nguyên 13 trận đấu ở giai đoạn lượt về. Và với khoảng cách là 10 điểm thì hoàn toàn có thể san lấp được khoảng cách về điểm số như thế này. Chúng ta sẽ cùng chờ xem là ở giai đoạn lượt về thì Hà Nội FC họ sẽ thể hiện quyết tâm như thế nào. Trong khi đó thì ở trận đấu được quan tâm nhất vào lượt trận chiều ngày hôm nay, đó là cuộc so tài trên sân vận động Thiên Trường.
thì câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đã hòa với câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa với tỷ số là 1-1. Có điều rất đáng tiếc cho Thép Xanh Nam Định là ngày hôm nay thì trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn đã hai lần mắc lỗi và dẫn đến hai tình huống penalty cho Đông Á Thanh Hóa. Tuy nhiên là chỉ có một lần là Rimario cụ thể hóa được cái cơ hội trên chấm penalty để ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Đông Á Thanh Hóa ở phút 90+3 sau khi mà check VAR. Còn trước đó thì Rimario đã có một tình huống đá Panenka và đã không thể đánh bại được thủ môn Trần Nguyên Mạnh. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả. Dũng xin lỗi, là Rafaelson là ghi bàn cho Nam Định, còn bạn Antonio, xin lỗi nha, mình lúc nãy mình nói nhầm, là Antonio mới là người gỡ hòa 1-1 cho Đông Á Thanh Hóa trên chấm penalty. Trước đó Rafaelson là người đã thực hiện một cú Panenka nhưng mà không đánh bại được thủ môn Trần Nguyên Mạnh ở trong hiệp 1. Xin được chia sẻ với quý khán giả toàn bộ cái thông tin về ba trận đấu diễn ra vào chiều ngày hôm nay. Vào ngày mai thì V-League sẽ tiếp tục có những trận đấu hứa hẹn rất là hấp dẫn, quyết liệt. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả. Ở trên màn hình mà quý khán giả đang theo dõi thì vào ngày mai, ngày 9 tháng 3 năm 2024 và lúc 17 giờ, câu lạc bộ LB Băng Hoàng Anh Gia Lai sẽ đối đầu với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. FPT Play, HTV Thể thao và TV 360 sẽ trực tiếp trận đấu này trên sân Pleiku. Vào lúc 18 giờ trên sân Gò Đậu, câu lạc bộ BKMX Bình Dương sẽ tiếp đón câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. FPT Play và TV 360 sẽ trực tiếp trận đấu. Ở trên sân Quy Nhơn, câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định sẽ tiếp đón câu lạc bộ Khánh Hòa vào lúc 18 giờ. FPT Play và TV 360 sẽ trực tiếp trận đấu này. Ở trên sân Hàng Đẩy, vào lúc 19:15, câu lạc bộ Thể Công Viettel đối đầu với câu lạc bộ Công an Hà Nội. FPT Play, VTV5 và TV 360 sẽ trực tiếp trận đấu có áp dụng VAR. Đây là trận cầu đáng xem nhất ở lượt trận diễn ra vào chiều ngày mai, ngày 9 tháng 3. Nên là chắc chắn là cuộc so tài giữa Thể Công Viettel và Công an Hà Nội có tính chất cực kỳ là quan trọng. Có điều đáng tiếc là ở thời điểm hiện tại thì phong độ của cả hai đội lại có phần là khá trái ngược với nhau. Công an Hà Nội thì họ đang ở trong top đua vô địch, còn Thể Công Viettel thì ở thời điểm lúc này đây thì họ đã tuột xuống cái vị trí cuối cùng ở trên bảng xếp hạng rồi. Họ đang tuột xuống cái vị trí áp chót trên bảng xếp hạng rồi, cho nên là chắc chắn là cái trận đấu tới đây sẽ là một cái trận đấu mang tính chất sống còn với câu lạc bộ Thể Công Viettel cũng như là với huấn luyện viên trưởng anh Nguyễn Đức Thắng. Kể từ ngày mà anh Thắng đến dẫn dắt câu lạc bộ Thể Công Viettel thì đội bóng chưa có được bất kỳ một cái chiến thắng nào. Đó sẽ là một cái áp lực rất lớn về mặt tinh thần dành cho anh Nguyễn Đức Thắng cũng như là với bản thân của một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại, đó là quả bóng vàng Nguyễn Hoàng Đức. Kể từ ngày mà nâng cao danh hiệu quả bóng vàng cho đến thời điểm hiện tại thì Hoàng Đức vẫn đang thi đấu với phong độ khá là thất thường và không giúp ích được nhiều cho đội nhà trong cái cuộc đua ở sân chơi V-League khi mà đang trải qua một cái chuỗi 5 trận toàn hòa và thua. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả. Vlog mà đừng biết, rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả đã dành cho chương trình livestream của mình. Và nếu ưa thích thì cả nhà có thể cho Dũng xin một like, share và subscribe cho kênh được không ạ? Xin cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Xin lỗi quý khán giả một chút ạ, đang bị cúp điện. Sao mà buổi tối là bị cúp điện thế này? Cúp cầu dao à? Xin lỗi cả nhà một xíu ạ, khách sạn vừa bị cúp cầu dao một xíu. Mong quý khán giả thông cảm cho vlog mà được biết ạ. Một sự cố khá là hi hữu. Ống sập. Cho mình rồi, rất là xin lỗi cả nhà. Chúng ta lại quay trở lại với phần tương tác luôn ạ.
Rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho phần điểm tin của Vlog Ngoài Đường Pit. Và nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho Dũng xin một like, share và subscribe cho kênh. Cũng xin được cảm ơn Lop Manto luôn đồng hành cùng Vlog Ngoài Đường Pit trong các chương trình tác nghiệp về bóng đá Việt Nam. Bây giờ thì xin mời cả nhà chúng ta đến với phần tương tác. Xin mời cả nhà. Tặng ngay đi lấy lọc xinh xỉu khi mua 4 lốc sữa Lop Manto. Nhanh lên, số lượng có hạn. Xin chào bạn Hùng Nguyễn. Xin chào bạn Vũ Mạnh, bạn Cao Đăng Quỳnh, bạn Huỳnh Quốc Thái, bạn Trịnh Tiến Lên, Tuấn Hải, sao rồi Dũng ơi? Tuấn Hải bị sao ạ? Em không rõ về thông tin này ạ. Có ai có thể chia sẻ cho Dũng được thông tin gì không ạ? Bạn anh Vũ Mạnh, Tuấn Hải có bị nặng không Hữu Dũng ơi? Ồ, vậy là Tuấn Hải bị chấn thương ạ. Tại vì lúc nãy thì mình vừa đưa đoàn đi ăn, cho nên là không xem cái phần hiệp 2 của cái trận đấu giữa Hà Nội FC. Và lúc nãy thì cũng chỉ bật lên được có mấy phút à. Còn lại là mình tập trung để xem được cái trận Thép Xanh Nam Định với câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa thôi. Không rõ là có chuyện gì. Đang thấy một số khán giả đang chia sẻ là Tuấn Hải bị Tăng Tiến đạp hẳn vào chân trước. Trước ông Tăng Tiến này cũng đạp thẳng vào ống đồng của Di Mạnh. Wow, ghê vậy. Xin cảm ơn chia sẻ của quý khán giả. Mình sẽ cố gắng để kiểm tra cái thông tin về Tuấn Hải vào ngày mai. Wow, tình huống gì mà đạp ghê vậy, nghe đạp thế ớn quá vậy. Xin chào bạn Nguyễn Văn Tuyền. Like trẻ vậy. Dạ, xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Tuyền ạ. Xin chào bạn Bo Hàng, anh ở khách sạn nào vậy anh? Mình ở khách sạn Elisa ở Pleiku. Xin chào bạn Nghĩa Đạt, bạn Thu Diễm, bạn Phạm Văn Hóa. Em Dũng cho anh hỏi một, trong một trận đấu mỗi đội được sử dụng mấy quyền dùng va? Ồ, dạ. Và thì phát hiện ra tình huống nào thì xử lý tình huống đó. Làm gì có quyền nào ở đây ạ? 100 quyền, 1000 quyền gì ở đây cũng không có đâu ạ. Cái này là tình huống ở trên sân thôi, còn hai đội không có được quyết định ạ. Xin chào bạn Nguyễn Hữu Long. Mình thấy Tuấn Anh nên đi để cho lứa đàn em lên. Đức Việt đang chơi ở vị trí của Tuấn Anh rất tốt. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Nguyễn Hữu Long. Thực sự mà nói thì cái cảm xúc khi mà Tuấn Anh chia tay câu lạc bộ LB Băng Hoàng Gia Lai thì chắc chắn là khiến cho mọi người cảm thấy rất là buồn. Bản sắc cũng như là một biểu tượng của đội bóng phố núi, được xem là một trong những biểu tượng còn lại của đội bóng phố núi. Và thứ hai là cái bản sắc, một người mà mang đến cái sự yêu thương của người hâm mộ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Thì khi mà bạn ấy cũng chia tay á, thì tất nhiên là khiến cho rất là đông các cổ động viên của Hoàng Anh Gia Lai cảm thấy hụt hẫng. Và thậm chí là nhiều người cũng nhắn cho mình, nói với mình là Hoàng Anh Gia Lai mất bản sắc rồi. Sắp tới họ sẽ không còn quan tâm và theo dõi đội bóng phố núi nữa. Bởi vì cái thế hệ F2, F3, F4, các bạn lứa 2, lứa 3, lứa 4 sau này thì thực sự là không để lại được ấn tượng đối với khán giả bằng lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Sơn Trường. Đó thì đó cũng là suy nghĩ của khán giả, của các cổ động viên. Mình hoàn toàn là tôn trọng cái điều đó, mình hiểu được cái tâm lý của mọi người. Nói thiệt là bản thân mình cũng vậy, mình cũng có những cái suy nghĩ khá là buồn. Tuy nhiên là mình cũng hiểu và mình cũng chấp nhận đó là một cái thực tế rất là nghiệt ngã ở trong bóng đá chuyên nghiệp. Rất là khó để đòi hỏi các cầu thủ họ có thể gắn bó mãi với một đội bóng. Và thứ hai nữa là mình cũng hiểu được cái tâm trạng của một số phụ huynh của các cầu thủ trẻ. Vừa rồi thì ngày hôm nay mình có nhận được hai cái tin nhắn của hai phụ huynh của hai em mà đang thường xuyên được huấn luyện viên Vũ Tiến Thành trao cơ hội để ra sân thi đấu. Thì cả hai phụ huynh này nói với mình là họ cũng bất ngờ một chút khi mà Tuấn Anh ra đi, nhưng mà một phần nào đó họ vui vì con của họ bây giờ có được nhiều cơ hội để ra sân hơn. Và thậm chí họ cũng nói rằng là nếu các anh lớn mà không đi thì biết bao giờ tụi nhỏ mới có được cái đất diễn, biết bao giờ tụi nhỏ nó mới được thi đấu, để rồi bẵng đi một thời gian
thui chột tài năng hoặc là lại phải chuyển về đá ở giải hạng nhất vân vân, thì rất là khó để có cái cơ hội để cho các em nhỏ hơn được phát triển. Cho nên là khi mà các anh lớn dần ra đi, chia tay câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, họ lại cảm thấy mừng bởi vì con em của họ đã có cơ hội để mà được ra sân, đã có cơ hội để mà khoe với gia đình rằng là con đã bắt đầu lớn, con đã được ra sân nhiều hơn, con đã thi đấu được nhiều hơn, và con cũng đã có được những cái lời khen của người hâm mộ. Thì đó là cái suy nghĩ mà mình nghĩ rằng là tất nhiên là nỗi buồn của người này thì cũng là một cái niềm vui của người khác. Bóng đá nó cũng là như thế, nó cũng là cuộc đời mà. Đó thì cũng xin được chia sẻ thêm với quý khán giả. Xin chào bạn Nguyễn Bảo Nam. Xem trận đấu hay anh ạ, nhưng Hữu Tấn luôn là điểm yếu của hàng phòng ngự Nam Định. Hữu Tấn đá nhiệt huyết, xông xáo nhưng hay mắc lỗi. Ngày hôm nay thì hai lỗi của Hữu Tấn thực sự là rất là đáng tiếc cho bạn ấy. Có lẽ đây sẽ là một cái quãng thời gian mà khó quên đối với Hữu Tấn, và bạn ấy cần phải rút thêm kinh nghiệm để mà chuẩn đá những cái tình huống tranh chấp ở cái mức độ là tỉnh táo hơn một chút. Bởi vì thực sự mà nói thì mình cũng hiểu được cái sự khó khăn của Hữu Tấn, nó cũng giống như bất kỳ một trung vệ nào khác ở bóng đá Việt Nam, ở các câu lạc bộ Việt Nam thời điểm hiện tại, khi mà đối đầu với cái anh chàng Romario. Mình cũng đã quan sát Romario đá, thứ nhất là đã biết cách gây ra cái sức ép rất là lớn về mặt tâm lý dành cho các hậu vệ. Thứ hai là anh chàng này có những cái tiểu xảo nữa, những cái tiểu xảo mà tạo cho đối thủ cái sự khó chịu, và đôi lúc là có những cái hành động trả đũa, thì anh chàng này anh ấy diễn rất là giỏi, phải thừa nhận là cái chuyện này. Cho nên là không chỉ là Hữu Tấn đâu mà mọi hậu vệ của bóng đá Việt Nam, mà anh chàng nào mà đối đầu với Romario thì cũng là một cái trận đấu mệt nhoài. Và ngày hôm nay thì Hữu Tấn là nạn nhân đó, kèm mà thực sự nha, tì đè với Romario là một cái gì đó quá khó khăn, vì anh chàng này rất là khỏe là một, thứ hai là cái thể hình của anh ấy nó rất là lực lưỡng, nó be người, cho nên là khi mà đứng, chỉ cần đứng và tì người thôi, càng lướt thôi là đã khiến cho các hậu vệ của Việt Nam chúng ta là gặp rất nhiều khó khăn. Thực sự là cũng là một cái trận đấu mà đáng nhớ đối với bản thân của Hữu Tuấn. Nhưng mà dù sao thì cái kết quả hòa 1-1, mình nghĩ rằng là Đông Á Thanh Hóa họ vui, nhưng mà các cổ động viên của Thép Xanh Nam Định thì ít nhất cũng vẫn hài lòng. Bởi vì dù sao thì trên bảng xếp hạng thì cái khoảng cách điểm của Thép Xanh Nam Định với những đội đang ở phía sau là từ 6 cho đến 7 điểm. Tất nhiên là ngày mai thì Công an Hà Nội mới đá, rồi BKMX Bình Dương mới đá, khoảng cách này có thể thu hẹp. Nhưng mà nhờ vậy thì với khán giả trung lập lại vui hơn, bởi vì cái cuộc đua vô địch như vậy thì nó mới hấp dẫn. Nhất là giai đoạn lượt về còn nguyên 13 vòng đấu thì còn rất là nhiều, những cái câu chuyện thú vị liên quan đến cái cuộc đua vô địch này. Con chào chú Đặng Văn Năm, đi đâu mà giờ mới lên live? Dạ mới đi ăn gà nướng về. Cả đoàn mới đi ăn gà nướng cơm lam với anh Tất Thắng ạ. Tất Thắng bên Hoàng Anh Gia Lai ạ. Mấy anh em nói chuyện vui quá trời vui. Xin chào bạn Peter Phạm. Tuấn Anh chưa chắc được đá chính. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt mà nếu không cho Tuấn Anh đá chính thì ông chắc có khi không được tại vị đâu ạ. Xin được chia sẻ là ông bầu Thiện, ông bầu của Thép Xanh Nam Định quá mê Tuấn Anh, mê một cách rất là mê rồi, cho nên là rất là khao khát lấy Tuấn Anh về bằng mọi giá. Thì ở cấp dưới thì phải tự hiểu rồi, tự hiểu câu chuyện đó. Xin chào bạn Đào Mạnh Cường. Dũng ơi, đã có danh sách sơ bộ đội tuyển quốc gia cho em. Xin cảm ơn chia sẻ của anh Đào Mạnh Cường ạ. Đến lúc này danh sách là danh sách, không có danh sách sơ bộ đâu ạ. Xin được chia sẻ với anh Đào Mạnh Cường ạ. Có là sẽ Dũng sẽ ngay lập tức thông báo đến cho quý khán giả. Còn danh sách là danh sách chính luôn, triệu tập lên chứ làm gì có danh sách sơ bộ nữa ạ. Xin chào bạn Lê Tuân. Chào Dũng, chúc Dũng buổi tối vui vẻ hạnh phúc. Nay Thanh Hóa quê mình vừa đen vừa may mắn nên hòa là hợp lý. Chúc Tuấn Anh có cuộc sống bóng đá tốt đẹp khi đến câu lạc bộ bóng đá mới. Xin cảm ơn chia sẻ của anh Lê Tuân ạ.
Thực sự mà nói thì chắc chắn là cuộc sống thứ nhất là tốt đẹp về mặt tài chính cơ đã. Một cái bản hợp đồng chuyển nhượng siêu khủng khiếp. Siêu khủng khiếp. Không cầu thủ nào ở Việt Nam có được cái bản hợp đồng đó. Quá lớn đối với Tuấn Anh. Và nó hoàn toàn là xứng đáng với một người mà sống khép kín như bạn Tuấn Anh này. Và hy vọng rằng là tiếp tục về cái mặt chuyên môn, Tuấn Anh sẽ mang đến cho đội bóng mới Thép Xanh Nam Định những cái trận đấu thật là hay để mang đến cái sự hài lòng cho người hâm mộ. Xin chào bạn Trần Văn Sơn. Phạm Tuấn Hải có bị chấn thương nặng không Dũng? Dạ, Dũng cũng mới biết cái việc Tuấn Hải bị chấn thương ạ. Tại vì lúc nãy cũng chỉ cập nhật kết quả chứ không có xem diễn biến đủ cái trận đấu giữa Hà Nội FC và Quảng Nam. Lúc bật lên thì tỷ số là 3-0. Một lúc sau bật lên được khoảng 2 phút, lúc đó đã thấy là tỷ số là 3-1. Sau đó là đoàn của mình cũng bắt đầu là đi về. Về tới đây thì lên sóng luôn nè. Xin chào bạn Võ Bá Hoàng. Ở mai Hoàng Anh Gia Lai thắng thì khả năng trụ hạng cuối mùa cao, còn thua thì người hâm mộ tiếp tục lo. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Võ Bá Hoàng. Bạn Vũ Mạnh, hành vi phi thể thao của Tăng Tiến có hệ thống rồi, cần VFF và câu lạc bộ chủ quản vào cuộc xử lý nghiêm khắc. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Vũ, của anh Vũ Mạnh ạ. Xin chào bạn Khoa Trần, bạn chị Phương Thảo lên trễ thế em. Dạ, hôm nay em cũng vừa đưa đoàn đi. Những ngày mà em làm tour du lịch thì hầu như là cái thời gian để dành cho các cái chương trình livestream nó sẽ bị gián đoạn liên tục. Trừ khi là ở nhà thì em sẽ lên có cái giờ giấc nó cụ thể hơn, nó dễ hơn. Còn khi mà đưa đoàn đi du lịch thì là chăm lo cho đoàn rồi, cho nên là chỉ có những cái khoảng thời gian mà thực sự là nó trống khoảng hơn một tiếng đồng hồ á, đủ để mà lên sóng á, thì Dũng mới dám lên sóng thôi ạ. Còn không thì cũng vẫn phải tập trung lo cho các cô chú anh chị trong đoàn. Xin chào bạn Phùng Văn Văn. Nếu Tuấn Anh mà ra Nam Định thì sức hút của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai sẽ giảm đi rất nhiều. Dù sao đi nữa vẫn yêu câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Chắc chắn là cái sức hút, cái độ hot nó sẽ giảm đi. Cái đó là cái điều mà ai cũng hiểu và ai cũng thấy. Vấn đề là ban huấn luyện, ban lãnh đạo của đội bóng cũng nhận ra cái vấn đề này thôi. Nhưng mà lúc này đây thì thực tế thì cũng khó mà giữ được Tuấn Anh. Còn cái chuyện là bây giờ phải tập trung cho cái vấn đề quan trọng nhất lúc này. Có lẽ là phải cố gắng để trụ hạng thành công cái đã. Rồi xây dựng lại lực lượng như thế nào để ít nhiều là lấy lại được cái sự kỳ vọng của người hâm mộ đã. Chứ nói thiệt là đến thời điểm này thì Hoàng Anh Gia Lai họ cũng hiểu được cái câu chuyện là một khi tạm biệt Tuấn Anh như vậy thì rất là khó để giữ được khán giả, giữ được cái sự chờ đợi háo hức của khán giả qua từng vòng đấu. Nhưng mà lúc này đây thì đội bóng cũng phải xác định cái thực tế rất là rõ. Đó là thôi bây giờ phải gác lại cái câu chuyện đó đã, để mà tập trung cho cái cuộc đua trụ hạng cho xong cái đã. Nếu không trụ hạng thì mọi chuyện nó sẽ còn tồi tệ, nó trở thành thảm họa luôn. Đó, cho nên là thôi thì cứ tập trung cho cái công việc đầu tiên trước mắt. Xin chào bạn Kim Mây. Bạn Trần Bảo đánh giá ban đầu thì Tuấn Hải không sao cả nhé mọi người. Dạ, xin cảm ơn chia sẻ của bạn Trần Bảo. Xin chào anh Hiền Võ. Pierre Lamothe, Quảng Nam về câu lạc bộ chủ quản đòi lại rồi Dũng. Dạ đúng rồi, sáng nay thì em cũng có đọc được cái thông tin bạn ấy chia tay để về Canada rồi. Xin chào bạn anh là ước nhé, em thấy Minh Vương lối đá không phát triển được ạ. Xin cảm ơn bạn anh là ước nhé. Thực ra thì với lối đá của Minh Vương, mình nghĩ rằng là luôn tạo ra một cái cảm giác bình. Bạn ấy thực sự là cũng không phải là quá đặc biệt, quá nổi trội. Có nhiều tiền vệ ở V-League có thể đá hay hơn Minh Vương, mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà đôi lúc thì đây lại là, thứ nhất là em mình thì mình không nói, nhưng mà đây luôn là một cái sản phẩm mà trong mọi
cái bộ khung, mọi bộ khung của các câu lạc bộ họ đều rất cần một người giống hệt như Minh Vương. Cho nên là các nhà môi giới liên tục gọi điện cho mình, đưa về đi, đưa về đội này đi, anh đảm bảo với mày Vương không còn phải nghĩ gì đến chuyện. Mình bảo là ok, đưa về cho em cái mức giá. Xong mình nói cái bên kia nói mức giá ra, mình bảo là ok, nhưng mà em nói thiệt với anh nha, bây giờ em khuyên Vương, Vương nó cũng nói là giờ nó vẫn muốn ở Gia Lai. Tất cả những cái đội bóng mà đang đua vô địch V-League lúc này đều muốn có Minh Vương. Và cũng không đảm bảo được câu chuyện là Vương sẽ từ chối cho đến hết mùa này thì có từ chối nữa hay không. Nhưng mà Vương nếu mà đi, mình biết là một người nếu mà muốn đi, muốn đưa đi nhất có lẽ là anh Kia Thị Sắc. Xin chào bạn Sang Lê, Phi Sơn nhiều như tuổi rồi Dũng. Anh ta rất hay, tiếc là không có lên tuyển vào lúc này. Nếu có cầu thủ nào được như Phi Sơn, Việt Nam sẽ rất mạnh. Xin cảm ơn bạn Lê Sang. Ở Phi Sơn, Phi Sơn hình như là 90, 89 hay 90, 91 gì đó. Bạn ấy là tầm cái giai đoạn tuổi đó thôi. Sơn thì chấn thương. Cái sự nghiệp bóng đá của Phi Sơn là khổ nhất là bị chấn thương. Cái chấn thương của Phi Sơn nó có thể khiến cho bạn ấy bị thiệt thòi. Có thể là bị phải ngừng thi đấu mấy tháng rồi cả năm rồi vân vân. Đó là cái mà khổ nhất đối với Phi Sơn. Mà cũng nghịch lý nhất luôn. Phi Sơn là mẫu cầu thủ mà phải nói là đam mê bóng đá. Và sống một cách vô cùng là gọi là lành mạnh luôn. Thứ nhất là có một số cầu thủ của bóng đá Việt Nam không biết nhậu. Không biết nhậu, tức là họ không thể uống được bia rượu. Cho nên là đó cũng là một cái may mắn của họ. Có thể là hơi thiệt thòi một chút khi mà các đồng đội đá xong là rủ nhau đi bia bọt thì họ lại rủ nhau đi cà phê, trà sữa hay cái gì đó. Nhưng mà đó cũng lại là một cái lợi thế của họ, bởi vì họ giữ được cái thể lực của họ, họ giữ được cái đời sống bóng đá chuyên nghiệp của họ lâu hơn. Nhiều cầu thủ mà mê ăn nhậu là xuống nhanh lắm. Thì nhưng mà khổ cái là hai ông Phi Sơn và ông Trần Minh Vương lại rất là hay gặp chấn thương. Đó. Lại hay gặp các cái kiểu chấn thương. Đó là cái rất là khổ của hai cầu thủ này. Đó, Phi Sơn cũng vậy, và sau này một người cũng chơi Phi Sơn đó là Trần Minh Vương. Là hay bị gặp những cái chấn thương, nó có thể ảnh hưởng đến đúng cái thời điểm mà đang có cái phong độ tốt. Hơi tiếc cho bạn Phi Sơn. Tuổi bây giờ thì cũng đã lớn hơn rồi. Và cái cách đá của Sơn bây giờ cũng đã tém lại rất là nhiều rồi. Ít còn gọi là biểu diễn, phô diễn kỹ thuật cá nhân. Đã chơi bởi vì các bạn ấy ý thức được cái việc là phải điều phối cái sức sao cho nó hợp lý với cái tuổi tác của bạn ấy. Và cái cách đá của bạn ấy cũng cần phải đơn giản hơn, hiệu quả hơn. Nên là trong thời gian vừa rồi, nếu cả nhà nhớ thì cái trận mà chính Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đá ăn Hoàng Anh Gia Lai á, là cái thời điểm mà Phi Sơn được tung vào hiệp 2 đá là coi như Hoàng Gia Lai là coi như bất lực luôn. Không có cách gì để kèm được anh chàng Phi Sơn này cả. Xin chào bạn PQT Game. Hello anh Dũng. Huấn luyện viên Kia Ti Sắc đi đã buồn rồi. Câu lạc bộ LB Băng Hoàng Gia Lai mới thắng thấy vui vui, thì giờ nghe thêm thông tin là Tuấn Anh 99% rời đi. Nỗi buồn giờ là gấp đôi. Chúc anh sức khỏe. Xin cảm ơn bạn PQT Game. Mình dùng từ 99% là bên Hoàng Anh Gia Lai họ nhắn cho mình thôi, chứ thực tế thì nó 100% rồi. Xin chào bạn Đăng Khôi. Bạn Thế Thuận TV. May quá Tấn Hải đi chụp chiếu không có vấn đề gì nghiêm trọng. Xin chào bạn Nguyễn Biện Xuân Trường. Bình Dương sẽ thắng Sông Lam Nghệ An. 3 điểm cho Bình Dương. Xin chào bạn Nga Trần. Bạn Minh Nhật Spotify mới đăng thông tin về tình hình chấn thương của Tuấn Hải rồi. Xin cảm ơn bạn Minh Nhật. Xin chào bạn Nguyễn Văn Kỳ. Tôi thấy Bùi Ngọc Long tuy nhỏ nhưng chơi rất hay. Phil Foden của Việt Nam, không biết ông chú Xê có để ý đến không? Xin cảm ơn chia sẻ của anh Nguyễn Văn Kỳ ạ. Ngọc Long chính là một trong những cầu thủ mà đá với một cái tinh thần, cái nhiệt huyết rất là tốt luôn. Mình xem Ngọc Long đá
bé nhỏ nhưng đã rất là hăng hái, rất là xông xáo, lựa chọn cách di chuyển cũng hay, dứt điểm cũng có lực nha, nhỏ con nhưng dứt điểm rất có lực. Đây có một tiền vệ mà mình thấy là đá, xem đá rất là thích mắt. Xin chào bạn Lường Hữu Thiệp, vào là like cho em rồi nha. Dạ em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin chào bạn Phạm Cường, rất vui được gặp anh chiều nay ở Hàm Rồng. Chiều mai mấy giờ anh ra sân Pleiku vậy anh ơi? Anh ngày mai chắc khoảng 4 giờ 15 là anh có mặt. Tại vì khách sạn này khá gần với sân, mấy trăm mét à, khá gần. Xin chào bạn Lê Văn Pháp, Tăng Tiến phạm lỗi bị thẻ đỏ. Xin chào, em chào anh Nguyễn Hữu Thanh ạ. Dạ em cảm ơn lời hẹn của anh. Chúc anh một chuyến đi bình an. Dạ lúc này thì anh Nguyễn Hữu Thanh, khán giả của Vlog Ngày Đường Fit, cách đây khoảng 2 tiếng đồng hồ thì anh nhắn mình là đang ở trên xe đò, trên đường từ Đồng Nai lên Gia Lai để cổ vũ cho Hoàng Anh Gia Lai vào ngày mai. Dạ chúc anh có một chuyến đi thật là bình an. Sáng mai thì anh tới nơi thì có thể là nghỉ ngơi, đi uống cà phê, rồi sau đó là chiều mai ra sân cổ vũ. Xin chào bạn Hiếu Hoàng, chào Dũng. Bây giờ nếu Indo ra sân đủ 11 cầu thủ nhập tịch, các đội top 8 châu Á giờ ăn được Indo cũng khó. Em nghĩ sao sắp tới Indo thống trị Đông Nam Á giống với Singapore trước đây khi đá với toàn nhập tịch? Em cảm ơn anh Hiếu Hoàng ạ. Thực ra thì một số cầu thủ của Indonesia, nếu mà dùng nhập tịch thì cũng cần phải nói rõ hơn, đó là họ có gốc gác là người Indo, cha mẹ hoặc là ông bà đều là người Indo. Dạ. Nói tóm lại là đơn giản để chúng ta hiểu được. Nhưng mà họ được sinh ra và lớn lên ở châu Âu chẳng hạn, và họ đã tham gia vào cái môi trường bóng đá châu Âu từ nhỏ cho đến lớn. Rồi họ cảm thấy là không có được cái chỗ đứng ở cái quốc gia mà họ sinh ra và lớn lên đó. Cho nên là khi mà có cái gốc gác liên quan đến Indo và nhận được những cái lời mời để về Indo thi đấu với tư cách là cầu thủ nhập tịch thì họ sẵn sàng để về thi đấu và cống hiến. Rõ ràng là khi mà được ăn tập và lớn lên trong cái môi trường đó, nếu mà được phát huy đúng sở trường, thứ hai là nếu được tạo điều kiện cũng như là có được những cái người dẫn dắt tốt giống như kiểu của Đặng Văn Lâm chẳng hạn, thì ok, các bạn ấy sẽ rất giỏi và sẽ chính là những cái quân bài rất là lợi hại mà Indonesia sau này họ có thể là mưa làm gió ở bóng đá Đông Nam Á chúng ta. Giống như trường hợp của Singapore mà anh Hiếu Hoàng vừa nhắc đến. Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Còn nếu như là họ cạnh tranh không được, một phần có thể là do các cầu thủ nội địa của Indo họ ghen ăn tức ở chẳng hạn. Cái chuyện này thì trong bóng đá nó cũng bình thường. Cạnh tranh nhau đôi lúc nó có rất là nhiều cái vấn đề nữa. Họ không phát huy được rồi họ đến rồi họ lại đi không kèn không chống. Hoặc là đá mà các cầu thủ Indo, các cầu thủ gốc bản địa họ lại không thèm truyền chẳng hạn, xách xe không chạy, thì có thể nó sẽ là một cái rào cản ảnh hưởng rất là lớn đến cái phong độ của đội tuyển Indonesia. Cái gì nó cũng có cái hai mặt của nó. Thì chúng ta sẽ cùng chờ xem. Nhưng mà khi mà mình nói chuyện về cái vấn đề liên quan đến nhập tịch của Indo thì cũng có nhiều ý kiến cho rằng là nếu mà chỉ nhập tịch một cách vội vã, giống như là ngày hôm qua thông báo có 3 cầu thủ và ngày 13 tháng 3 tới đây sẽ tuyên thệ đó, cho kịp cái thời điểm là 14 tháng 3 là chốt lại danh sách đá đó, thì mình nghĩ rằng là nếu một khoảng thời gian ngắn như vậy thì mình khá là đồng quan điểm với một số ý kiến cho rằng là chưa chắc là đã kịp hòa nhập, chưa đã chắc là những cái cầu thủ nhập tịch đó, những cái cầu thủ mới á, đã kịp hòa nhập với cái lối chơi của đội tuyển Indonesia rồi. Xin chào anh Nguyễn Văn Nam. Chào em Dũng, theo anh Tuấn Anh nên về Nam Định hết mùa, năm sau lại về Hoàng Anh Gia Lai mà, lo gì đâu.
sang năm Hoàng Anh có nhiều tiền rồi, lại thu hút những cầu thủ hay mà. Anh ơi, anh nghĩ người ta bỏ ra bao nhiêu tiền để người ta đi mượn? Sao các anh nghĩ ngây thơ vậy? Ở thời điểm này họ dùng cái từ đó để cho xoa dịu dư luận một chút, vì họ biết rằng là sẽ có một bộ phận rất là đông là quay qua chỉ trích Tấn Anh, nên là họ sẽ dùng cái từ là mượn ít bữa rồi trả lại về. Xin chào bạn Hoàng Thị Kim Cúc. Còn Bầu Đức, còn yêu Hoàng Anh Gia Lai. Xin chào bạn Đào Duy Khoái. Xin chào bạn Nguyễn Quế My. Cho em hỏi món cơm lam ăn như thế nào anh Dũng? Nấu trong cái ống tre em ạ. Xong rồi tách nó ra. Mình dùng cái đồ mà hay khui bia đó. Mình đập, mình lấy hai cái ống tre, trong đó là họ đã trộn, họ đậu cơm vô xong rồi họ nướng nó lên rồi. Nó rất là dẻo, thì em đập cái ống tre đó cho nó bị vỡ ra, xong rồi em lấy cái đồ khui bia em tách nó ra thôi. Rồi em lấy cái cơm trong đó ra em ăn thôi. Nếp cái cơm nương đó, thì cái gạo nương đó nó mềm, nó dẻo giống như là gạo nếp vậy đó. Và ăn với gà nướng chẳng hạn. Rồi em chấm với cái muối mè. Ôi, tuyệt đỉnh. Tuyệt đỉnh. Nói chung là nhất là nếu mà trời lạnh nữa thì ăn nó quá ngon luôn. Anh cũng mới quay clip tối nay đó. Ngày mai thì anh sẽ đăng ở trên kênh Ngoài Đường Pít Du Ký. Hôm nay thì đã có một clip tiếp theo đăng ở trên Ngoài Đường Pít Du Ký rồi. Nhưng mà đó là hành trình đi Gia Lai thôi, đi câu lạc bộ thôi. Thì ngày mai anh sẽ đăng tiếp cái đoạn mà ăn gà nướng cơm lam. Đảm bảo xem là thèm liền luôn. Cảm thấy khá là thèm luôn. Rất là cảm ơn sự quan tâm của quý khán giả dành cho kênh Ngoài Đường Pít Du Ký ạ. Mặc dù là lúc này thì số lượng khán giả đăng ký cũng chưa nhiều, nhưng mà nói chung là cũng có view. Chẳng hạn như mỗi clip cũng được mấy trăm view đó. Thì cả nhà nếu mà quan tâm và đến những cái hành trình trải nghiệm của Dũng á, thì cả nhà có thể lên kênh Ngoài Đường Pít Du Ký. Cái link thì Dũng đang gắn ở trên cái phần tương tác á, để mà xem những cái đoạn clip trong cái quá trình đi tác nghiệp của Dũng á. Thì có những cái đoạn clip mà mình cũng hay quay mấy cái món đồ ăn á, nhìn rất là rất là ngon luôn. Nhất là buổi tối mà trước khi đi ngủ mà các bạn xem thì ôi thôi, thèm thôi rồi. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Nguyễn Quế My. Xin chào bạn Nguyễn Sơn. Điểm yếu của Nam Định nằm ở hàng thủ. Một trận đấu trước đó thì Lucas bị thẻ đỏ, bị hai thẻ vàng và bị truất quyền thi đấu, vắng mặt ở trận đấu này. Thực sự cũng là một cái thiệt thòi lớn cho hàng phòng ngự của Thép Xanh Nam Định. Nhưng mà nếu mà họ còn hay luôn cả hàng phòng ngự nữa thì vô đối quá, cứ thông thả. Xin chào bạn Hạnh Đỗ. Dũng ơi, hôm nay đá tốt nhưng thái độ lúc đá quả bóng vào mặt Tê Thanh đau mà mặt bỏ đi, hành động không đẹp trong mắt làng cổ động viên cả nước, Dũng ạ. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Đỗ Hạnh. Xin chào bạn Nguyên Khang. Tuấn Anh tới Nam Định là dạng cho mượn hay dạng bán đứt luôn vậy anh Dũng? Bán đứt. Xin chào bạn Tiến Hào. Chào Dũng. Buổi tối vui vẻ, hạnh phúc. Mình like rồi nha. Dạ, Dũng xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin chào bạn Nguyễn Tường Vân. Bạn Bùi Liệu. Tuấn Anh về Nam Định là tốt cho cả hai ông bầu mùa sau về Hoàng Anh Gia Lai. Đấy, Tuấn Anh về Gia Lai gì nữa. Cả nhà cứ ôm cái mộng ở đâu. Ta đã mua rồi, các bạn nghĩ về cái gì nữa mà về. Thôi, năm sau lấy mấy đội tuyển, mấy cầu thủ tuyển thủ về mà đá chứ. Tuấn Anh gì nữa, đừng ôm mộng mãi. Xin chào bạn Lê Công. Tăng Tiến bị Bầu Đức đuổi một lần rồi vẫn không bỏ được.
bạn Vũ Trung Anh, Mai Anh Dũng nghĩ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có được 3 điểm rời sân Pleiku không anh? Không, Mai Gia Lai sẽ có 3 điểm. Xin chào bạn Huỳnh An Thái, Huỳnh Thái An. Anh cho em hỏi là câu lạc bộ Con Tum còn tập ở Hàm Rồng không vậy anh? Không biết. Cái này mình không biết. Hôm nay mình đi quay thì là lúc mình đến đoàn mình bị delay máy bay, chiều mới tới, chiều mới bay tới sân là 5 giờ kém 5 phút rồi. Lúc đó là chạng vạng tối rồi, là mình chỉ thấy có đội trẻ Sài Gòn là vừa tập xong đi về. Còn lại là nguyên cái khung cảnh đó là chỉ có một cái đội chính của Hoàng Anh Gia Lai là đang tập thôi là hết rồi. Cho nên là mình cũng không có trả lời được là đội Con Tum còn tập ở Gia Lai không, hay là họ lên Con Tum để họ tập, họ chuẩn bị cho giải hạng nhì. Tại vì nói thiệt là nếu mà thấy thì mình cũng đã quay rồi, mà cả nhà xem cái đoạn clip ở trên cái link mà mình đang ghim ở trên cái phần tương tác đó. Hôm nay là lúc mà đến là Hàm Rồng là vắng hoe rồi, lúc đó là tối trời rồi, chỉ còn có đội 1 là tập thôi à. Nên là mình cũng không có gặp được thêm đội nào nữa hết. Xin chào bạn Nguyễn Sót. Em ơi, nếu mà công bằng thì Thanh Hóa không ngại đội nào đâu em. Dạ, xin cảm ơn chia sẻ của anh Nguyễn Sót ạ. Bạn Nguyên Khang, anh Lương Trung Tuấn huấn luyện đội nào vậy anh? Em thấy clip anh có nói chuyện với anh Lương Trung Tuấn. Anh Tuấn đang làm huấn luyện viên trưởng của đội trẻ Sài Gòn. Đội bóng này là nòng cốt là lực lượng của ba lò. Đó là lò Lyon, thứ hai là Hoàng Anh Gia Lai, và thứ ba là lò Nutifood. Thì cũng xin được chia sẻ với quý khán giả là ba lò này làm nòng cốt cho đội trẻ Sài Gòn để đá ở giải hạng nhì quốc gia. Và mấy ngày nữa thì đội trẻ Sài Gòn sẽ di chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh, mượn sân, mượn Hàm Rồng để tập luyện thôi. Bây giờ là về thành phố và sẽ đá ở Thành phố Hồ Chí Minh, lấy sân thống nhất là sân nhà. Trận đầu tiên thì hình như là đá ở Lâm Đồng, đá với đội Lâm Đồng. Sau đó thì trận tiếp theo là trận thứ hai thì quay về sân thống nhất để thi đấu. Ngày 28 tháng 3 thì phải, nếu mình nhớ không lầm, lúc chiều anh nói mình là 28 tháng 3 là bắt đầu đá ở dưới đó. Và đội của anh Tuấn làm thì sẽ ở luôn tại sân thống nhất, ở cái dãy phòng ở bên dưới khu vực khán đài B đó. Xin chào bạn Hoàng Xuân Thanh. Anh có cảm giác như là Đông Á Thanh Hóa không muốn vô địch thì phải. Thực sự thì anh nghe ông Veliza Popov chia sẻ rồi đúng không anh? Ông ấy cũng nói rồi, lực lượng này mà ai nói tôi nói là đua vô địch bao giờ. Lực lượng này tôi nói là để đá, để bóng đá đẹp, phục vụ người hâm mộ thôi. Anh Lê Huỳnh Đức cũng nói rồi, lực lượng của Bình Dương làm sao mà đua vô địch, đúng không? Mà anh Veliza Popov anh ấy cũng nói như thế rồi. Anh Bùi Đoàn Quang Huy của Maryland, Quy Nhơn, Bình Định cũng nói như vậy. Cả ba đội đang ở trong top 5 đua vô địch, top 5, top 6 luôn mà họ còn nói như vậy nữa. Thì chúng ta cũng phải hiểu là bản thân họ cũng đánh giá được là cái chiều sâu lực lượng của họ xem ra là chưa đủ sức để đua đến cuối cùng. Mà tất nhiên thôi, người ta nói vậy có khi là khiêm tốn, chưa biết được. Nhưng mà cũng có lúc cũng có thể là họ cảm nhận thấy thật. Xin chào bạn Ba Agut. Chào Dũng, cho chú hỏi Vincent Trọng Chí của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh giờ đá ở câu lạc bộ nào vậy Dũng? Dạ con không biết ạ. Lâu rồi con cũng không nghe. Bạn bóng đá Việt Nam Lamothe nói tiếng Việt tốt quá ác. Mình cũng mới xem bên chương trình của FPT Play. Dạ xin cảm ơn bạn bóng đá Việt Nam. Xin chào anh Nguyễn Quang Thọ. Anh hỏi câu này lần hai. Dũng nghĩ sao khi bầu Đức không mặn mà với bóng đá? Có phải do tiêu chí của liên đoàn đặt ra? Theo anh nghĩ không phải do tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai khó khăn. Dạ bên Gia Lai khó khăn ạ. Anh Đức anh cũng không còn tâm trí đâu để mà làm bóng đá đó. Mãi đến thời gian vừa rồi thì có
hợp tác với LB Bank được hỗ trợ về cái mặt và tài chính để mà giải quyết các cái vấn đề khó khăn, thì đó anh ấy mới nghĩ lại, mới quay trở lại với cái sự quan tâm dành cho bóng đá. Chứ còn chả có liên đoàn nào ở đây hết ạ. Thực ra thì anh Đức anh ấy cũng chẳng khe lắm đến cái chuyện liên đoàn. Nói thiệt với anh chứ cái ông bầu người ta đang lo làm kinh doanh, hàng trăm hàng ngàn công nhân ở dưới, họ lo cái miếng cơm manh áo cho công nhân chưa xong nữa mà lúc đó còn nghĩ gì đến chuyện mà thù hay không thù gì với ông liên đoàn. Xin chào bạn Gông. Yếu kém nhất là Sông Lam Nghệ An đá sân nhà và hơn người mà vẫn thua Nam Định. Bạn X Factor Phi Sơn giờ hay chấn thương quá, thấy đá đơn giản rồi. Cái tuổi tác nữa, vấn đề tuổi tác nữa. Mặc dù là ý thức rất là chuyên nghiệp. Xin chào bạn chị Phạm Thị Soán. Tội nghiệp bầu Đức quá em Dũng ơi. Lúc này anh ba đang vui lại rồi thì mọi người cũng phải thấy vui cho ảnh đấy chứ. Chứ có gì nữa đâu mà tội nghiệp mãi ạ. Bạn Nguyên Khang, Patrick Lê Giang sau vòng 13 rời câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh phải không anh? Thì như Dũng cũng nói rồi, Dũng cũng hỏi anh Trần Tiến Đại là có phải là lấy Patrick Lê Giang về không, vì em có xem cái danh sách đăng ký của đội lúc này thì có hai thủ môn thôi. Anh Đại nhẹ nhàng thả tim hết, không nói thêm câu nào. Sau đó anh Đại kể cho mình những câu chuyện khác chứ không có liên quan gì đến Patrick Lê Giang cả. Có lẽ là anh ấy cũng muốn né qua một chút. Anh kể về chuyện Đoàn Văn Hậu nè, không kịp bình phục, nghỉ hết mùa, phải chờ đến mùa sau mới đá được nè. Đó, rồi anh ấy khoe cho mình những cái clip anh ấy đang tưng bóng này nọ, mới xong luôn nè, nãy mình mới xem luôn. Không nói gì thêm về trường hợp của Patrick Lê Giang, nhưng mà cái thả tim đó thì mình nghĩ rằng là cũng khả năng rất là cao đó, khả năng rất là cao. Không biết là anh Phùng Thanh Phương, nếu chuyện Patrick Lê Giang mà chia tay đi, mệt đấy. Không biết là anh đã tính đến phương án nào để thủ môn nào sẽ thay cho Patrick Lê Giang. Hữu Nghĩa mình nghĩ rằng là bạn ấy làm phương án dự phòng thôi, chứ cũng rất cần một thủ môn có chất lượng. Thật sự mà nói nha, mình nhìn lối chơi của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh năm nay không lo rất hạn là cái chắc. Không có lo rất hạn, đá cực kỳ khó chịu. Đá cực kỳ khó chịu. Nhưng mà vấn đề là sợ cái giai đoạn được về sẽ gặp chầy chật rất là nhiều. Cho nên là phải có một thủ môn chất lượng để đảm bảo là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh khi đá những cái trận cầu quan trọng là sẽ giữ được những cái điểm số quan trọng. Ít nhất là bây giờ câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh có 18 điểm cái đã nha. Rồi họ đang kiếm hai trận thắng đó thôi. Thường thì với cái mốc mà trụ hạng á, nó sẽ rơi vào khoảng 22 đến 26 điểm là mình thấy, mình đối chiếu so với những cái mùa mà trước khi có dịch Covid á, thì là thường những cái đội mà qua cái mốc 26 điểm là trụ hạng là êm rồi. Bởi vì cái nhóm mà đứng ở cuối á, để mà lên tới 26 điểm là một chặng đường dài lắm. Mà họ thường là lượt đi mà đứng cuối rồi là lượt về là bị đánh hội đồng liên tục. Thì họ nhoi lên cùng lắm là thêm được 7-8 điểm nữa là khoảng 16-17 điểm là họ sụi luôn, là hết hơi. Họ hết hơi. Cho nên là thường cái cột mốc mà từ 22 đến 26 điểm là cái cột mốc an toàn. Đội nào mà vô được cái vòng đó rồi á, vô được cái vòng điểm đó rồi á, là an toàn lắm. Thì mình mong là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh chắc chiêu điểm để mà có được cái số điểm đó ở lượt về. Tốt, càng sớm càng tốt, mong càng sớm càng tốt, yên tâm. Xin chào bạn Nguyễn Hữu Long, có khi nào Gia Lai mua Công Phượng không Dũng khi bầu Đức cho Tấn Anh ra đi? Dạ, chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, hoàn toàn có thể xảy ra. Lúc này đang có chuyển nhượng mà, từ ngày nay mới ngày 8, ngày 23 tháng 3 mới hết. Chuyện gì cũng có thể xảy ra, vấn đề là có làm hay không. Thứ hai là Công Phượng suy nghĩ gì. Mấy hôm nay, hai hôm nay thì mình không cập nhật ở bên
cái câu lạc bộ Yokohama không thấy họ có đăng lên cái gì. Chứ còn không biết là sắp tới thì cái trận đấu tới thì Công Phượng có được đăng ký thi đấu hay không. Chứ hai trận vừa rồi tiếp tục là ngồi làm khán giả, còn chẳng được ngồi ở ghế dự bị nữa thì cái cơ hội nào. Sao không về Việt Nam đúng không? Về Việt Nam đi lên tuyển. Đó thì cũng đó cũng chỉ là cái suy nghĩ của mình thôi chứ ai biết Công Phượng nghĩ gì. Xin chào bạn. Đặng Cẩn, trong khoảng 15 tháng 5 đến 10 tháng 6 có tour xem bóng đá nào không bạn? Hy vọng có thể tham gia cùng bạn Dũng. Dạ, 15 tháng 5 mà đến 10 tháng 6. Giai đoạn này Dũng nghĩ là V-League là hấp dẫn lắm luôn nè. Rồi tháng 6 là có đội tuyển nữa. Tháng 6 là có đội tuyển đấy nha bạn Đặng Cẩn. Cứ chờ Dũng một thời gian ạ. Tại vì bây giờ cái lịch ở giai đoạn tiếp theo chưa có. Đó là mới có vòng 14, vòng 15 thôi. Vòng 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 là chưa có. Tại vì đang xếp lại cái lịch làm sao cho nó không ảnh hưởng nhiều đến cái vòng chung kết U23 châu Á khi mà đội U23 Việt Nam mình đá. Cho nên là ban tổ chức họ đang xếp lại cái lịch. Khi nào có cụ thể Dũng chia sẻ rồi bạn có thể liên hệ với Dũng qua số điện thoại 0909 608 754. Để mình giữ cái liên lạc, có thông tin gì cái tour mới thì mình sẽ chia sẻ. Xin chào bạn Trần Hữu Đạt, Trần Đạt Hữu Tuấn, nay đen quá làm hai quả Ben. Dạ đúng rồi. Xin chào bạn Võ Chí, em nói sai rồi, trái Ben thứ hai đâu liên quan gì tới Rimario. Dạ đúng rồi, thì lúc nãy Dũng cũng nói rồi mà. Anh không nghe à? Xin chào anh Nguyễn Quang Thọ. Anh Đức bỏ hàng ngàn tỷ cho bóng đá Việt Nam. Nay anh bỏ bóng đá, ai không hiểu chỉ một người rất hiểu là người yêu bóng đá Việt Nam. Ngàn lời cảm ơn anh. Xin cảm ơn chia sẻ của anh Nguyễn Quang Thọ. Xin chào bạn Bắc Trung Nam. Bóng đá hiện đại đi ở bình thường mà. Xin chào bạn Hà Nghi. Dũng ơi, theo tôi nghĩ nếu mình kết hợp được hai nguồn đó thì sẽ tốt thôi. Ví dụ tôi nói như thế này, Indo họ đang phát triển lớp trẻ nhưng họ vẫn biết tận dụng nguồn lực nhập tịch. Xin cảm ơn chia sẻ của anh Hà Nghi. Xin chào bạn Trinh. Có danh sách dự kiến tập trung đội tuyển chưa ạ? Danh sách không có dự kiến mà. Danh sách có thì có, không thì thôi. Chứ giờ gọi lên là để tập trung đá luôn, còn dự kiến gì nữa. Ngày hôm nay là ngày thứ 6 rồi đúng không? Ngày mai ngày thứ 7 nữa. Ngày Chủ nhật là kiểu gì cũng có thôi. Tại vì xong nó liên đoàn họ cũng đoán là ngay sau cái vòng 13 này thì ông Tuse sẽ công bố danh sách luôn đó. Thì chúng ta cứ chờ thêm 1-2 ngày ấy thôi. Cần gì phải dự kiến chi cho nó vất vả quá vậy. Xin chào bạn Cựa Gà Thép Nhật, Lò Cựa Bến Tre. Chúc anh Dũng sức khỏe. Có danh sách đội tuyển chưa anh? Chưa luôn. Có là mình đã đưa ngay vào tiếp ngay từ đầu luôn rồi. Chứ ai mà ngồi nãy giờ nói V-League không có đội tuyển thì nãy giờ dành hết thời gian cho đội tuyển rồi. Bạn Vũ Trung Anh, huấn luyện viên sắp có về LB Băng Hoàng Anh Gia Lai mùa sau không anh? Hay là Công an Hà Nội mua Đức? Cái này là biệt phái đi, không có cái khái niệm mua hay không mua. Cho nên là nếu mà câu lạc bộ Công an Hà Nội mà họ được đá AFC Champions League thì là đá đấu trường châu lục á, thì anh Sắc sẽ làm. Còn không thì cũng có thể là trả lại, kiếm một huấn luyện viên khác. Em chào chị Thúy Phạm. Bạn The Sun Channel, theo anh thì huấn luyện viên nữ đội tuyển quốc gia tới liệu có thể là huấn luyện viên của đội U20 nữ hiện tại không anh? Vì đội tuyển dù đã bị loại nhưng lối đá cũng dần được thấy được sự gắn kết rõ nét hơn so với thời của Bắc Trung. Xin cảm ơn bạn The Sun Channel. Mình nghĩ rằng liên đoàn sẽ cân nhắc ông Akira Izzy
Thực tế thì trước đó cũng đã có những cái thông tin rằng là ông Akira sẽ là ứng viên cho huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ quốc gia luôn đó. Xin chào bạn cờ vua thiên tài thể lực của các cầu thủ. Thanh Hóa không đủ thể lực để đá cả mùa giải. Thắng một trận thì dễ, thắng cả mùa thì khó. Xin chào bạn Tấn Trường Vlog. Lâu lắm mới xem trực tiếp, ngày nào cũng xem lại. Dạ Dũng xin cảm ơn ạ. Bạn Nguyễn Hoàng Dũng cho anh hỏi Lương Trung Tuấn. Anh Lương Trung Tuấn giờ đang làm cho đội nào? Anh đang làm cho đội trẻ Sài Gòn ạ. Bạn Nguyễn Tuấn Anh, chú cho con hỏi về va Việt Nam có hai xe mà chỉ có một trận có va. Cơ bản là họ cảm thấy rằng là cái đi cái đường thuận tiện thì họ làm ngày thì hai trận, có ngày thì chỉ có một trận thôi, vì cái cung đường đi di chuyển như thế nào nữa. Họ cũng sắp xếp mà nếu mà không đủ sức thì họ cũng không làm. Nói chung là ở thời điểm này thì để mà nói về câu chuyện va thì có mò vô chừng, vì đúng là đang chơi theo kiểu nhà nghèo, có sao dùng dậy, liệu cơm gấp mắm. Anh Văn Trần Hoàng, chủ tịch câu lạc bộ Hải Phòng, anh nói là nếu mà giờ trận có trận không thì tốt nhất là cùng không có. Anh cũng có cái lý của anh. Người hâm mộ thì có cái lý của người hâm mộ, bên VPF thì có cái lý của VPF. Nói tóm lại là nếu bây giờ không dùng thì vẫn bị chửi, dùng ít thì cũng bị chửi. Mà nếu mà bây giờ mà đợi đầy đủ thì cũng phải chờ ông FIFA ông cho thêm 2 xe nữa là 4 xe. Nhưng mà chưa chắc là đã có 4 xe đủ thì cũng xài được đủ hết tất cả các trận. Mình nghĩ rằng đôi lúc là nó còn rất là nhiều những cái biến cố, những cái trục trặc nữa. Chẳng nói được điều gì. Có khi là có 4 xe thì có khi là một vòng đấu xài được 5 trận chẳng hạn, hay là 6 trận. Xin chào bạn Cường. Có Công Phượng trong đội hình câu lạc bộ hai đội tuyển thì các cầu thủ vệ tinh xung quanh đều có cảm hứng đá hay hơn, nhiều pha bóng đẹp mắt. Dạ xin cảm ơn chia sẻ của anh Cường ạ. Nó cũng rất là có lý ạ. Bởi vì thường á, đội bóng một tập thể họ đá, họ thường nhìn nhau. Nhưng mà đôi lúc là cái nguồn cảm hứng từ các cầu thủ ngôi sao cũng là một cái yếu tố rất là quan trọng để các cầu thủ nó đẩy cái sự hưng phấn lên. Và các cầu thủ trong một chiều mà có những ngôi sao đá hay thì thường là cả đội cũng sẽ chơi rất là bùng nổ. Vậy xin chào bạn A Tường. A Hoàng đi đâu rồi anh Dũng? Lúc chiều mình có cái clip mình có quay A Hoàng tới gần 5-7 phút luôn á. A Hoàng đang bị chấn thương nên là đang tập luyện cùng với Tuấn Anh. Hôm nay thì bạn ấy cũng chưa thể quay trở lại để tập luyện như bình thường được. Đang rất là lo lắng, đang cố gắng để chạy đua với thời gian để sớm bình phục. Bạn Vũ Trung Anh ơi, đặt câu hỏi ít thôi bạn ơi, để cho người khác chứ. Bạn lần bạn đặt 10 câu là mình block bạn luôn á. Đặt 2 câu trả lời 2 lần thôi. Xin chào bạn Đào Mạnh Cường. Dũng ơi, câu lạc bộ Hải Phòng đang có thủ môn thất nghiệp. Dạ xin cảm ơn chia sẻ của anh Đào Mạnh Cường ạ. Hải Phòng bây giờ có mấy thủ môn cũng toàn là rất là ngon, nhưng mà xem ra cũng chưa thể đến lượt. Đình Triệu đang thi đấu quá tốt luôn mà. Bạn Nguyễn Sony, tình hình chấn thương của Tuấn Hải sao rồi? Lúc nãy mình thấy các bạn có cập nhật luôn ở trong chương trình này rồi, là không có vấn đề gì cả. Chấn thương ổn rồi. Bạn xin chào bạn Nguyễn Nga. Tội nghiệp thì góp tiền
tài trợ góp tiền, tài trợ góp tiền nuôi đội bóng đúng không? Mình cũng đã từng nghe cái ý tưởng này khá là nhiều lần rồi, nhưng mà nói thiệt là rất là khó để xảy ra và cũng rất là khó để mà thực hiện được cái điều này. Vlog ngoài đường pit cũng rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả đã dành cho mình trong chương trình livestream khá là muộn vào tối ngày hôm nay. Muộn như vậy nhưng rất là đông khán giả theo dõi kênh là vui lắm rồi. Trước khi mà khép lại chương trình thì mình cũng xin được chia sẻ thông tin. Từ nay cho đến cuối tháng 3 thì mình sẽ còn 3 tour du lịch bóng đá cùng với ngoài đường pit. Hiện tại thì mình đang làm tour. Các thành viên trong đoàn thì cũng đang nằm ngủ ở trong phòng hay là các phòng xung quanh. Tour này là đi Gia Lai. Tour tiếp theo là vào ngày 18 tháng 3 đến ngày 23, ngày 22 tháng 3 tới. Thì mình sẽ đưa đoàn đi Indonesia để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. Quý khán giả nào mà quan tâm đến tour đi Indonesia thì mình xin được chia sẻ cụ thể. Nếu đi trọn vẹn tour, tức là đi từ Việt Nam bay sang đảo Bali tham quan du lịch ở cái đảo xương sống khủng long á, rồi tiếp theo là bay từ Bali sang Jakarta, rồi đi tham quan du lịch, rồi đi cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, thì trọn tour là 5 ngày 4 đêm, chi phí là 21.500.000 đồng. Dạ, 21.500.000 đồng. Còn quý khán giả nào mà chỉ đi từ Việt Nam bay sang Jakarta thì bay từ ngày 20, tức là sau muộn hơn 2 ngày, thì là ngày 20 bay sang Jakarta đi tham quan du lịch, ngày 21 ra sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam, 22 thì bay trở về nước, thì chi phí là 12.500.000 đồng. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả, nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với ngoài đường pit qua số điện thoại 0909 608 754 ạ. Tour tiếp theo nữa sau khi kết thúc cái chuyến đi đó là ngày 24 tháng 3, tức là ngày 22 là mình về nước rồi, thì ngày 24 là mình tiếp tục đưa đoàn. Nhưng mà đây chỉ dành cho các cô chú anh chị ở miền Nam, tức là bay từ sân bay Tân Sơn Nhất ra Hà Nội, đi tham quan Hà Nội, sau đó là ngày 26 tháng 3 ra sân cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam đá trận lượt về với Indonesia trên sân Mỹ Đình. Vé mình sẽ có bên Liên đoàn bóng đá Việt Nam lo rồi, thì mình sẵn sàng là làm cái tour đó từ ngày 24 tháng 3 cho đến ngày 27 tháng 3. Xin được chia sẻ với quý khán giả. Và tour cuối tháng đó là ngày 29, ngày 30, ngày 31 tháng 3 thì mình sẽ làm cái tour đi Gia Lai và Bình Định. Đi lên Gia Lai xem trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hòa vào ngày 30 tháng 3. Sau đó ngày hôm sau đi xe về Bình Định. Buổi trưa, buổi chiều thì chúng ta xem một cái cuộc đua thuyền ở đầm Thị Nại, Bình Định. Đang có một cái cuộc, sẽ có một cái cuộc đua thuyền quốc tế rất là hay ở đầm Thị Nại. Sau đó thì đến chiều tối chúng ta ra sân Quy Nhơn để xem trận đấu giữa Maryland Quy Nhơn Bình Định và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 18 giờ ngày 31 tháng 3. Vậy là về Bình Định là vừa coi đua tàu nè, mà còn vừa coi đá banh luôn. Ồ, quá đã luôn cái tour đó nữa. Thì mình sẽ tổ chức cả hai cái tour tiếp theo ở Hà Nội và đi Gia Lai, Bình Định luôn. Thì quý khán giả nào quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với mình. Điện thoại của mình là 0909 608 754. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả dành cho chương trình của mình ngày hôm nay. Xin được cảm ơn Lop Manto luôn đồng hành cùng Vlog Madrid Pit trong các chương trình tác nghiệp về bóng đá Việt Nam. Lúc tối thì Dũng cũng đã up hai đoạn clip về Tuấn Anh, Bùi Tiến Dũng, và một đoạn clip trên kênh Ngoài Đường Pit Du Ký. Cái link mà mình đang gắn ở trên cái phần tương tác đó, cả nhà có thể ấn vào cho Dũng xin một đăng ký theo dõi nè, và có thể thưởng thức clip. Xin được cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chúc cả nhà một buổi tối thật là ngon giấc, và hẹn gặp lại cả nhà trong chương trình ngày mai. Mình sẽ cố gắng để mang đến những thông tin hậu trường trước và sau khi kết thúc trận đấu giữa câu lạc bộ LB Bang Hoàng Gia Lai và câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trên sân Pleiku. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà. Tặng ngay đi lấy lộc sinh xỉu, khi mua 4 lốc sữa lốc Manto, nhanh lên, số lượng có.